Giải mã bí ẩn cuộc đời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. 1. Chuyện ly kỳ về lá số tử vi. Dường như số phận của cả một chế độ cũng ứng nghiệm hoàn toàn với lá số tử vi của người đứng đầu chế độ, ít nhất là trên những giai thoại. Đề cập đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn, người ta lại thường gắn nó với vai trò của Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống thứ 3